Tiểu sử ông Lê Hồng Nam. Hé lộ sự thật, con trai đại tướng Lê Hồng Anh là giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Hồng Nam sinh năm 1966. Ông là một tướng lĩnh của lực lượng công an nhân dân Việt Nam với cấp bậc trung tướng. Ông hiện nay đang giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Ông Lê Hồng Nam, sinh năm 1966, quê quán tại tỉnh Bình Dương. Ông Lê Hồng Nam có nhiều năm công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an. Năm 1984, ông Lê Hồng Nam tham gia vào lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Năm 1995, ông tốt nghiệp tại Học viện An ninh Nhân dân. Năm 2003, ông trở thành Phó trưởng phòng Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03. Năm 2009, ông Lê Hồng Nam trở thành trưởng phòng Phòng 5 C03. Năm 2011, ông là Phó Cục trưởng Cục C03. Năm 2014, Trung tướng Lê Hồng Nam là Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Đến năm 2016, ông là Giám đốc Công an tỉnh Long An. Năm 2018, ông trở thành Phó Tư lệnh Quân khu 7. Từ ngày 30 tháng 12 năm 2008, Đại tá Lê Hồng Nam đã được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An thay cho Thiếu tướng Phan Chí Thành nghỉ hưu. Lúc này, ông đang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an. Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Đại tá Lê Hồng Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 1 tháng 9 năm 2020, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Trưởng ban tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đã công bố quyết định số 2325 QĐNSTVK của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về việc chỉ định Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 11 tháng 9 năm 2020, ông Lê Hồng Nam đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng phong quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam. Ngày 17 tháng 10 năm 2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu ông Lê Hồng Nam làm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 25 tháng 8 năm 2022, ông được Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng tiến sĩ tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ngày 11 tháng 9 năm 2023, ông Lê Hồng Nam được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăng cấp bậc trung tướng. Trải qua nhiều năm công tác trong ngành lực lượng công an nhân dân Việt Nam, ông Lê Hồng Nam đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. Ông giành được danh hiệu Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Chiến công hạng ba, Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và nhiều danh hiệu cao quý khác của Đảng và Nhà nước. Có nhiều thông tin cho rằng Trung tướng Lê Hồng Nam là con trai của Đại tướng nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh. Đại tướng Lê Hồng Anh sinh năm 1949. Ông là một nhà chính trị gia người Việt Nam. Ông Lê Hồng Anh nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên là Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên là Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên là Bộ trưởng Bộ Công an giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2011. Tuy nhiên, tin đồn này hoàn toàn sai sự thật. Ông Lê Hồng Anh quê ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang,
Còn ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, quê ở tỉnh Bình Dương,